Quyên xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của 7 News ngày hôm nay. Và ngay sau đây là những tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Trẻ nhỏ rình chạy ra trước đầu xe buýt như thể trò đùa. Một video hình ảnh một đứa trẻ lao ra đường dường như cố ý được chia sẻ trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh nhiều phụ huynh lơ là con cái. Trên trục đường tỉnh lộ 35, địa bàn xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, một đứa trẻ đang đứng trên vỉa hè bất ngờ nhảy ra trước mũi xe buýt đang đi đến. Thoạt nhìn trong đứa trẻ này chỉ như đang tìm cách sang đường khi một đám trẻ khác đứng bên kia đường. Tuy nhiên, theo người đăng tải video, ban đầu anh cũng tưởng như vậy, nhưng khi lại gần hơn anh thấy vẻ mặt của đứa trẻ đó trông rất hả hê. Và để ý kỹ thì ban đầu đứa trẻ đó đứng rất ung dung, không hề có dấu hiệu muốn sang đường, cho đến tận khi xe buýt đến gần cháu mới chạy ra ngay trước mũi xe như thách thức trêu người. Video này là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cũng như tầm quan trọng của giáo dục, ý thức an toàn giao thông ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Thông thường, người lớn sẽ chỉ căn dặn qua loa, cho rằng tránh những chỗ nguy hiểm là chuyện đứa trẻ nào cũng biết hoặc việc dạy đã có nhà trường lo. Ông Trần Văn Đạt, quyền vụ trưởng vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, học sinh sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông do một số em có hạn chế về ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông. Xe tải lao xuống vực, người dân nhanh tay cứu tài xế khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Bình Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Mai cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày 14 tháng 11 tại khúc cua khu vực Nước Gia, thôn 4, xã Trà Mai, Nam Trà My. Thời điểm trên, địa phương có mưa lớn nên có sương mù, đường trơn trượt do thiếu quan sát và mất lái, khiến tài xế cùng chiếc xe tải loại chuyên chở keo bất ngờ lao xuống vực và lật nghiêng một bên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã kịp thời đến hiện trường để ứng cứu, đưa tài xế thoát khỏi cabin an toàn. Rất may, tài xế chỉ bị chảy sức nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Ông Bình thông tin, hiện chiếc xe gặp nạn vẫn còn ở hiện trường, chờ lực lượng cứu hộ đến xử lý và cầu lên. Chó chạy vào sân bay Đà Nẵng khiến chuyến bay phải hủy hạ cánh. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 58 phút ngày 13 tháng 11. Một con chó màu đen được phát hiện tại khu vực đổ máy bay số 4 và số 5 của sân bay Đà Nẵng. Khi phát hiện chó, trực trưởng ban cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thông báo cho đội vệ sinh môi trường và an ninh khu bay phối hợp xua đuổi. Do bị vây bắt, chó đã chạy qua đường lăn E7 lên đường băng 35R. Thời điểm chuyến bay VN173 từ sân bay Nội Bài đang tiếp cận hạ cánh xuống đường băng 35R nên được lệnh hủy hạ cánh để bay lại lúc 15 giờ 17 phút. Sau đó chó chạy từ đường băng 35R qua đường lăn E4 về lại khu vực sân đổ hàng không dân dụng và bị bắt lại lúc 15 giờ 25 phút ngày 13 tháng 11. Sau 19 phút hủy hạ cánh và bay chờ trong quá trình đuổi bắt chó, chuyến bay VN173 đã hạ cánh lại an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 15 giờ 36 phút ngày 13 tháng 11. Tình trạng động vật xâm nhập sân bay qua lỗ hổng hàng rào hoặc sổng chuồng trong quá trình vận chuyển bằng xe máy thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Thọ Xuân, Cam Ranh, Đà Nẵng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chó mèo hay các loài động vật khác xuất hiện tại khu bay, đường băng, đường lăn, sân đổ làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại sân bay. Sau khi xảy ra vụ việc chó mèo chạy vào sân bay, Cục Hàng không Việt Nam thường có công văn yêu cầu các sân bay kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng nếu có trên hệ thống hàng rào an ninh khu bay, tăng cường giám sát khu vực bay. Sở Giáo dục phối hợp công an yêu cầu Apex Leaders trả học phí cho phụ huynh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã làm việc với các cơ quan chức năng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apex Leaders có trách nhiệm với phụ huynh. Ngoài ra, Sở cũng gửi công văn đề nghị Apex Leaders thực hiện đúng lộ trình hoàn tiền học phí cho phụ huynh như đã cam kết. Đồng thời, yêu cầu phía trung tâm này báo cáo về tình hình hoàn trả học phí cho phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đầu tháng 11, Thanh tra Sở đã tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh và sẽ thực hiện theo luật tố cáo. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều buổi làm việc với phía Apex Leaders và yêu cầu đơn vị này gặp mặt trực tiếp với phụ huynh để trao đổi, chia sẻ cùng phụ huynh để thấu hiểu hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ quản lý Apex Leader về mặt hành chính, do đó những trung tâm nào không đủ điều kiện sẽ tạm đình chỉ hoạt động. Những ngày gần đây, phụ huynh đã từng có con học tại trung tâm Anh ngữ Apex Leaders tiếp tục hành trình đi đòi nợ khi ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apex Leaders đơn phương ra lộ trình mới, thay vì trả tiền cho phụ huynh như cam kết vào ngày 9 tháng 4 trước đây.
Trước động thái này, phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến trực tiếp các trung tâm APEC Leader để căng băng rôn, yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện đúng cam kết, gửi công văn cho APEC Leader thể hiện việc không đồng tình với lộ trình trả phí và tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch bị tố ăn chặn tiền phụ cấp trách nhiệm. Mới đây, báo chí đã nhận được đơn thư phản ánh của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tố nguyên hiệu trưởng ăn chặn tiền hệ số phụ cấp trách nhiệm suốt 7 năm. Điều này càng có cơ sở vì năm nào trường cũng xin khoản tiền này và được cấp, nhưng thực tế giáo viên không nhận được một đồng nào. Sai phạm liên quan đến việc xin, sử dụng và hợp thức hóa khoản tiền hệ số trách nhiệm xảy ra suốt thời gian dài tới 7 năm. Thế nhưng kỳ lạ là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã không phát hiện và xử lý. Phải đến khi giáo viên có đơn thư phản ánh, còn ông Nguyễn Văn Cương, hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, khi đó đã chuyển sang giữ chức giám đốc nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, thanh tra sở mới vào cuộc. Buông lỏng quản lý hay dấu hiệu bao che cho những sai phạm trên, vụ việc hiện đang được xác minh làm rõ. Ngày 6 tháng 1, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, ông Trịnh Hữu Hùng, đã quyết định vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, đến giữ chức Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, ông Nguyễn Văn Cương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0.6. Chỉ 4 tháng sau khi được bổ nhiệm, lại xảy ra những tranh cãi về hàng ghế gỗ đồng kỵ trong nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh. Gã thầy cúng hám tiền và âm mưu tàn độc giết con nhang cướp bạc. Theo hồ sơ vụ án, 10 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021, anh Chảo A Quẩy, sinh năm 1985, chú bản Phìn Thàng, xã Tà Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, phát hiện chị Chéo Mỹ Nải, sinh năm 1972, trú tại bản Xiang Láng, xã Tà Phìn, huyện Sìn Hồ, tử vong tại khu rừng tái sinh thuộc bản Sòng Bàng, xã Tà Phìn. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc gùi nhựa màu xanh, một mảng ni lông màu trắng, một đôi dép nhựa, một chiếc kẹp tóc và một đầu lọc thuốc lá. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện bên ngoài không có dấu hiệu tổn thương do tác động của ngoại lực. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nguyên nhân cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bị ngộ độc. Qua giám định, Viện Pháp y Quốc gia kết luận trong máu và phủ tạng có thành phần oncaloid là thành phần độc tố trong lá ngón. Qua giả soát, sàng lọc, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, những tài liệu chứng cứ thu thập được. Đến ngày 12 tháng 10, ban chuyên án đã dựng được đối tượng nghi vấn là Triệu Vạn Phúc, sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Phúc hành nghề thầy mo đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao ở địa bàn tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai. Thường xuyên đến địa bàn huyện Sìn Hồ, có nhiều biểu hiện bất thường. Ngày 12 tháng 10, ban chuyên án tiến hành triệu tập Triệu Vạn Phúc đi làm việc. Với những tài liệu chứng cứ chứng minh, Triệu Vạn Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Triệu Vạn Phúc làm thầy cúng đã nhiều năm và là người có uy tín trong đồng bào người Dao ở Lào Cai và Lai Châu. Trước thời điểm xảy ra vụ án, con trai của Phúc đi viện nên anh ta rơi vào cảnh nợ nần. Khi biết chị Nải là người có điều kiện kinh tế, cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương do tổ tiên để lại, Phúc nảy sinh ý định lừa nạn nhân gom tài sản để làm lễ, sau đó giết chết để chiếm đoạt tài sản. Ngày 6 tháng 10, Phúc lên khu rừng thuộc bản đội 4 xã Hồ Thầu tìm lá ngón mang về nhà, nấu lấy nước cho vào chai nhựa. Đến ngày 10 tháng 10, Phúc mang theo chai nước nấu lá ngón và hẹn chị Nải lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phình Thàng để cúng. Trong quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị Nải uống chai nước lá ngón. Khi kiểm tra thấy chị Nải nắm bất động, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt bị cáo Phúc với 2 năm tù về tội vu khống, 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng khung hình phạt là tử hình. Ngày 14 tháng 11, bà Vi Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một em học sinh lớp 11 không may bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 11. Thời điểm đó, em D, sinh năm 2007, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Tương Dương 2, trong lúc cắm sạc pin điện thoại đã bị điện giật. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đưa em D đi cấp cứu nhưng không kịp. Bà Thủy thông tin thêm, em D vừa mới rửa tay, chưa kịp lau khô tay, liền cắm sạc điện thoại, dẫn đến tai nạn đau lòng trên. Nguyên nhân cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Trước đó, trên địa bàn Nghệ An từng xảy ra vụ nổ điện thoại khi đang sạc, khiến một học sinh lớp 5, trường tiểu học Nam Anh, Nam Đàn tử vong. Sư thầy rủ Phật tử đi khách sạn, gửi tin nhắn cho bồ nhưng nhầm sang số thầy. Dư luận từng xôn xao trước vụ việc trụ trì tên thật là Trần Quốc Nam, 62 tuổi, trụ trì một ngôi chùa tại thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, bị tống tiền vì rủ phụ nữ đi khách sạn. Vị trụ trì chia sẻ, đúng là có việc tôi bị một đối tượng tống tiền, ban đầu là 20 triệu đồng, sau đó lên 100 triệu, nhưng còn chuyện tôi có tình cảm với một Phật tử thì không phải. Người phụ nữ được nhắc đến đó là Kiều Giang, người phụ nữ này làm bên lĩnh vực truyền thông. Cứ khoảng 6 tháng đến 1 năm là Kiều Giang lại về chùa lễ. Tôi làm từ thiện nhiều nên có quen với mấy người bên vay vốn đó. Hoàn toàn không có chuyện tôi gửi tin nhắn rủ Kiều Giang đi khách sạn. Chính Kiều Giang kể lại là gửi tin nhắn cho bồ nhưng lộn sang số thầy. Trong lúc tôi không cầm điện thoại đã có người đọc được. Tôi hơn 60 tuổi rồi trong khi nó kém tôi nhiều tuổi. Nếu thí dụ giả sử tôi có tình cảm với Kiều Giang thì sao nó lại hại tôi được? Vì cái lợi nó bàn tính nhau để tống tiền tôi, nếu không phải là người trong gia đình thì hại nhau, chứ ai lại đi hại người thân của mình, thầy Nam nói. Trước đó, khi sư trụ trì cần tiền, muốn vay ngân hàng, Kiều Giang giới thiệu cho sư trụ trì một người bạn tên Dũng làm tín dụng ngân hàng. Sư trụ trì đã làm hoàn tất hồ sơ vay do Dũng hướng dẫn. Kiều Giang nói với Dũng là sư trụ trì nhiều lần nhắn tin rủ Kiều Giang đi khách sạn nên cảm thấy phiền phức mệt mỏi. Nắm được tin này, Dũng và một người bạn tên Nhỏ lên kế hoạch tống tiền vị sư trụ trì kia. Ban đầu Nhỏ yêu cầu ông Nam đưa 20 triệu đồng, tuy nhiên sau đó đã tăng lên 100 triệu mà theo Nhỏ để phạt vì ông Nam liên tục thất hứa. Nhỏ dọa nếu không đưa tiền sẽ phanh phui chuyện nhạy cảm của ông. Vị sư trụ trì đồng ý giao tiền. Sư trụ trì đã chuyển tiền lai rai khoảng 20 triệu đồng, nhưng Nhỏ tiếp tục đe dọa ra giá đến 100 triệu đồng. Chịu không nổi, sư trụ trì trình báo công an, cả nhóm bị bắt trong lúc đang nhận tiền. Tòa phúc thẩm y án Nguyễn Thúc Thùy Tiên không phải trả nợ 1,5 tỷ đồng. Chiều ngày 14 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Giữ nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, 36 tuổi, đang sinh sống tại Lâm Đồng và bị đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trang, giữ nguyên bản án sơ thẩm về việc không có căn cứ buộc bà Tiên trả nợ 1,5 tỷ đồng cùng các yêu cầu khác. Trước đó vào ngày 7 tháng 11, phiên tòa được mở và xét xử đến phần đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm, đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp rằng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trang đòi bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả nợ vay 1,5 tỷ đồng, bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Trang gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử thông báo cần làm rõ một số vấn đề nên phiên tòa tạm ngừng đến chiều ngày 14 tháng 11 tuyên án. Theo bản án sơ thẩm, bà Đặng Thị Thùy Trang khởi kiện yêu cầu bà Tiên phải trả cho mình khoản nợ 1,5 tỷ đồng theo giấy xác nhận nợ đề ngày 22 tháng 7 năm 2017. Trong giấy này, ông Nguyễn Quang Trọng là người ký với tư cách là bên cho vay, Tiên là người ký bên vay ghi rõ đã nhận đủ, bà Trang là người làm chứng. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng tuy là người làm chứng nhưng thực tế bà là người đưa tiền cho Tiên. Trong khi đó, đại diện Hoa hậu Thùy Tiên cho biết bà Tiên ký nhận đủ nhưng thực tế là chưa nhận. Bà Tiên ký vì bà Trang hứa sử dụng 1,5 tỷ đồng để đầu tư cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham dự cuộc thi như chụp ảnh, make up, stylist, truyền thông, quan hệ. Sau đó, bà Tiên biết là bà Trang không đầu tư một khoản nào như đã hứa nên bà Tiên không đồng ý trả tiền. Đại diện lên tiếng về thông tin Thủy Tiên bị hủy sau diễn do khán giả phản đối. Trưa 14 tháng 11, đại diện của nữ ca sĩ Thủy Tiên cho biết, thông tin cô bị hủy sau diễn dịp tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 vừa qua do khán giả phản đối là sai sự thật. Cụ thể, trước đó, ca sĩ Thủy Tiên được mời tham gia một sự kiện âm nhạc nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi đến sự kiện diễn ra, nhiều khán giả thắc mắc vì không có sự xuất hiện của giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Chính vì thế, trên mạng xã hội, nhiều trang tin lan truyền việc Thủy Tiên bị hủy sau diễn trước giờ G do khán giả chỉ trích phản đối. Sau đó, trưa 14 tháng 11, đại diện Thủy Tiên đã chính thức có phản hồi. Theo đó, phía Thủy Tiên nói, nhiều ngày qua, quan sát thấy có nhiều trang cộng đồng đưa thông tin bịa đặt về việc nữ ca sĩ bị hủy sau.
người đại diện giải thích rằng Thủy Tiên phải phẫu thuật gây mê vết mổ còn rất đau, không thể hát được, nên chị Quỳnh, quản lý của Thủy Tiên đã xin phép ban tổ chức chương trình được hủy phần biểu diễn vì sức khỏe chưa ổn. Cũng theo phía nữ ca sĩ, việc nữ ca sĩ hủy sao diễn vì lý do sức khỏe nên không công bố trên trang cá nhân khiến nhiều trang thông tin đưa tin bịa đặt. Họ cắt ghép từ video clip đến hình ảnh để dẫn dắt dư luận và câu view, câu like, gây ảnh hưởng và hiểu lầm rất lớn đến Thủy Tiên. Có những câu chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, vì nếu người ta đã muốn hãm hại ai đó thì họ sẽ cố tình bày tình huống dẫn dắt bạn tin vào điều họ muốn bạn tin. Nếu không tỉnh táo sẽ rơi ngay vào bẫy của họ, người đại diện nói thêm. Thông tin bất ngờ về đường sắt Việt Nam. Toàn bộ 258 đầu máy, 5.300 toa tàu dừng hoạt động năm 2050. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định thi hành luật đường sắt. Theo thống kê từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đang khai thác tổng cộng 258 đầu máy, 980 toa xe khách và 4.318 toa xe hàng. Tuy nhiên, số liệu tính toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt sẽ phải dừng hoạt động khoảng 114 đầu máy, 1.472 toa xe hàng và 168 toa xe khách. Bản kê số lượng đầu máy, toa xe hết niên hạn sử dụng đến năm 2050 cho thấy trong 27 năm tới, số đầu máy của đường sắt Việt Nam giảm từ 258 đầu máy chỉ còn 20 đầu máy. Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ rõ, nếu đầu tư ngay tại thời điểm này, toàn bộ đầu máy, toa xe sẽ phải đầu tư loại sử dụng động cơ diesel do hạ tầng chưa được điện khí hóa, đầu máy sử dụng năng lượng xanh đang ở giai đoạn thử nghiệm. Đặc biệt, theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26, toàn bộ các đầu máy, toa xe hiện có và đầu tư mới đều phải dừng hoạt động và thay thế mới toàn bộ trước năm 2050. Theo tính toán của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR, để thay thế tổng số đầu máy sẽ hết hạn sử dụng đến năm 2050, cần tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Như vậy, VNR và các doanh nghiệp vận tải đường sắt cơ bản không còn vốn tự có để đầu tư, đồng thời cũng không đủ điều kiện vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện giao thông đường sắt. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.